Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là bác sĩ Dương Công Lĩnh, đến từ khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Thì hôm nay tôi xin trình bày về một cái chủ đề, đó là liên quan đến kiểm soát nhịp tim khi chơi thể thao. Như một nghiên cứu gần đây thống kê cho thấy rằng bệnh nhân đột tử ở nhóm đối tượng trẻ tuổi cao gấp 2-3 lần so với người bình thường. Đa số là do các nguyên nhân về tim mạch, nhất là nhóm bệnh cơ tim phì đại, thường là nhóm bệnh cơ tim phì đại gây tắc nghẽn. Thứ hai là liên quan đến tình trạng rối loạn nhịp tim như các bệnh lý về rối loạn nhịp thất này, bệnh lý về bulguda này, hoặc là những hội chứng quy tê kéo dài. Và trường hợp thứ ba đó là liên quan đến các bệnh lý về van tim, thường là liên quan đến hẹp van tim như là hẹp van động mạch chủ, hẹp van động mạch phổi. Bệnh lý thứ tư đó là liên quan đến các bệnh lý về bệnh tim bẩm sinh như là thông minh nhĩ và thông minh thất. Chúng ta sẽ có những cái dụng cụ để chúng ta có thể xác định nhịp tim khi mà chúng ta chơi thể thao, đó là điện thoại thông minh, đồng hồ smartphone này, cái giải băng tay mà đeo mà có đếm cái nhịp tim. Và nhịp tim ở người bình thường thì dao động từ 60 đến 100 chu kỳ trên phút. Đối với trường hợp mà chơi vận động thể thao, khi mà nhịp tim nhanh lên thì có thể là tăng tối đa lên từ 50-70% so với tần số tim tối đa. Thì ở những trường hợp nào thì chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta phải kiểm soát nhịp tim khi chơi? Thứ nhất là những cái nhóm đối tượng, một là có gia đình có mắc bệnh lý về tim mạch như là những cái bệnh lý về bệnh tim bẩm sinh, bệnh lý về suy tim, nhồi máu cơ tim. Thứ hai đó là những cái đối tượng mà tiền sử đã có bệnh lý tim rồi như là bệnh lý hẹp van tim hoặc là rối loạn nhịp tim. Thứ ba là những đối tượng mà chơi thể thao ở cường độ kéo dài và cường độ mạnh thì chúng ta cần phải lưu ý là kiểm soát nhịp tim. Quá trình chơi thể thao gắng sức tối đa thì một là triệu chứng đau ngực, thứ hai là triệu chứng khó thở, thứ ba là có triệu chứng hụt hơi, và thứ tư đó là chóng mặt hoặc là rất muốn xỉu đến nơi, thì cũng đó là những triệu chứng mà có thể liên quan đến bệnh tim mạch. Vì vậy cái việc tầm soát bệnh lý tim mạch ở nhóm đối tượng chơi thể thao đó là vô cùng quan trọng. Và như chúng ta đã biết thì đột tử thì có thể là ở cả những đối tượng mà người già lẫn đối tượng người trẻ tuổi, và thường những cái biểu hiện này chỉ xuất hiện đột ngột khi mà chơi thể thao cường độ gắng sức kéo dài. Một nhất là khám sức khỏe định kỳ, tối thiểu ít nhất là 1 năm 1 lần, có thể khám bởi các cái chuyên gia chuyên sâu về bệnh lý tim mạch. Thứ hai đó là làm các nghiệm pháp liên quan đến xét nghiệm chuyên sâu, đó như là siêu âm tim, điện tim, các nghiệm pháp gắng sức để xác định xem có tình trạng rối loạn nhịp tim hay không, hay là xác định xem có bệnh tim bẩm sinh hay không. Và thứ ba đó là khi khám thì cần phải sàng lọc liên quan đến có tiền sử bệnh lý tim mạch trước đó hay chưa, gia đình có tiền sử bệnh lý tim mạch chưa. Đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ tim mạch cao như là bệnh lý liên quan đến xơ vữa mạch máu này, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, tiểu đường, hoặc là những vận động viên mà chơi thể thao có sức kéo dài thì cần phải tầm soát bệnh lý tim mạch để có thể an toàn trong khi chơi thể thao. Và như chúng ta đã biết, mặc dù là người bệnh đã đến khám tại các cơ sở y tế, nhưng tuy nhiên là chưa phát hiện bệnh lý tim mạch, quá trình chơi thể thao thì vẫn xuất hiện cái tình trạng đột tử. Và điều mà tôi muốn nhắn nhủ ở đây đó là những người dân, những người chơi tham gia chơi thể thao thì cần phải đến khám ở những cơ sở y tế uy tín, có những chuyên gia đầu ngành và có những thiết bị chuyên sâu để tầm soát bệnh lý tim mạch. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ những cái thông tin liên quan đến việc kiểm soát nhịp tim khi chơi thể thao. Tôi hy vọng là những điều này sẽ cung cấp những cái thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.